Có bức tranh nói chung ngồi thôi ngắm nó cũng vui mắt của ngày xưa, tường tường trắng ấy, người ta lại cứ được đi nhìn cái chỗ bẩn với chỗ mốc ấy. Bây giờ chắc cũng không không quan tâm đến chỗ mốc với chỗ bẩn mấy à? Cô thắm về nàng, anh có biết cô bài hát đấy không? Với lại tranh 3D cháu đố, cháu đố cô tìm được cái bức tranh 3D nào hoặc giấy dán bọn nó về hoặc có bức đồng quê nào đẹp có cháu cho cô thêm tiền. Thì cái đấy bọn nó toàn lấy những cái này nó in ra nó không nét này, chứ còn nó thì mấy cái tranh núi nước của nó còn nhìn được, chứ còn cái tranh mà đồng quê này chán lắm, gần như không có.